Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của em Hằng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, giới thiệu cho quý vị nay một số gốc phôi mai vàng ha. Thứ quý cũng có luôn nha quý vị. Vậy mình nghía qua trước cái ha. Đây quý vị. Thứ quý mai vàng có ha. Rồi, chào em. Chào anh Tấn. Chào quý vị đang xem kênh Mai Vàng Quê Dừa. Em tên Hằng, em ở ấp 1, xã Tân Hào, vùng Trân, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em có một số phôi mai vàng, phôi mai thứ quý thì nhờ cô chú anh chị yêu thích thì ủng hộ giùm em. Số điện thoại của em thì ghi tên tiêu đề ạ. Rồi. Hình thức thì mình ship sao đây em? Dạ, hình thức thì em bao ship toàn quốc ạ. Rồi, bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, mình vào cây đầu tiên là mã số 1, một em phôi mai vàng. Phôi mai vàng. À. Phôi này hoa đẹp nha quý vị. Tại vì hồi trước chủ nhà mua giống á. Rồi. Người ta trồng tới giờ để quái. Rồi, mình cho chiều cao em nó đi ha. Chiều cao 53. Rồi, hoành luôn. Hoành 32. 32 hoành. Rồi, xoay xoay luôn em. Quý vị nghiết kỹ cái dáng em nói ha. Đó, bay hai tầng luôn. Rồi để luôn. Đó, ở dưới hai cọng rễ, trên này cũng có nhiều cọng rễ lót ở dưới luôn ha. Cái này già dữ lắm. Cái này em vô luôn 1,5 triệu em bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi, 1,5 triệu ha. Bao ship luôn. Rồi. Xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 2 luôn nha quý vị. Dạ, cái số 2 cũng là một phôi mai vàng ạ. Rồi. Mã số 2. Này đây nó khúc này giống như xù vậy. Nó già cây ha. Nu dạ. Rồi, cho chiều cam nó luôn em. Chiều cao 42. Rồi, hoành luôn. Hoành 23. Rồi, xe xe luôn em. 23 hoành quý vị. Cái này 600 bao ship toàn quốc. Rồi, 600.000 bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Mã số 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 3. Số 3 cũng là phôi mai vàng. Này ở bể đế nở quá ha. Rồi, chiều cao luôn em. 40 anh ta. Rồi, cao 40. Hoành. Hoành 29. 29 hoành. Rồi, xây xây luôn. Cái gì xem cái bể đế em nó nè. Đó, nở ha. Cái này em vô luôn 1,5 triệu em bao ship ạ. Rồi, 1,5 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 4 luôn nha quý vị. Rồi, mã số 4. Phôi mai vàng. Này già cây đó ha. Dạ. Lục cục lòn hòn trong thân luôn. Đây có mấy cái này thấy thương ghê không? Mấy cái bú quá ha. Rồi, cho chiều cao luôn đi em. Trời ơi, kỳ vậy. 69. Rồi quý vị. Rồi hoành luôn ha. 32. Rồi 32 hoành. Thì cái này em giao luôn. Đây, từ từ. Đây giống hai cục bú ha. Dạ. Đây có nè. Đây. Để cái nha quý vị. Rồi xây tiếp em. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ, 1,2 triệu em bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi, 1,2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Đây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 5. Em mai vàng luôn ha. Rồi, cho chiều cao em nói luôn em. 58. Rồi, hoành luôn. 26.
26 hoành. Rồi xay xay luôn em. Vị nghĩ đêm nữa ha. Xay tiếp em. Rồi vô luôn nhiêu đêm? Dạ cái này em vô luôn 1.2.000 em bao ship ạ. Rồi 1.2.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, số 6. Rồi mã số 6. Rồi cho chiều cao nó luôn đi. Rồi, hoành. Hoành 28. Rồi, xoay xoay luôn. Quý vị nghe cái dáng em nó ha. Còn lắc lắc ha. Cắt chừa cái đỉnh luôn ha. Rồi, quý vị nghe em này ha. Này cái da nó nè. Rồi, sần sùi. Cái cây này cái lô này mai già dữ lắm. Mai vườn hồi nãy. Cóc dữ ha. Rất là già nè. Rồi, giá luôn nhiêu đen? 700 em bao ship ạ. 700 quý vị bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo, số 7. Số 8 nha. Số 7 đâu? 7 hả? Rồi mã số 8 nha quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn ha. 49. Rồi. Hoành 29. Rồi xe xe luôn vị nghĩa cái đoạn này ha. Thì quấn băng keo xuống ha. Đã quấn bằng keo xuống cái này nổi cốc quá trời luôn, xoay tiếp nha, nổi cốc, cốc giáp trên cổ luôn ha. Rồi đế luôn rồi quý vị. Rồi cho luôn nhiêu đem? Dạ cái đây luôn 1.000.000 em bao ship ạ. 1.000.000. Rồi xuống cây. Đây đây. Rồi mã số tiếp theo, số 9 nè quý vị ơi. Rồi mã số 9 đây ha. Rồi cho chiều cao nó luôn ha. Mã số 9 quý vị. 49. Rồi 49. Rồi hoành. Hoành 25 à. Rồi để luôn. À, để xe đều hết trơn ha. Giáp dần nè. Em này quý vị mà trồng vài năm nữa rễ bự lên cái là nhìn thấy nó bích bầu luôn á. À, rồi, giá luôn như đêm. Dạ cái này em giá luôn 1.000.000 em bao ship ạ. À. Rồi, xuống cây. Rễ bích bầu luôn. Rồi, mã số tiếp theo, số 10. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Mã số 10 nha quý vị. 42. Rồi hoành luôn. Hoành 26 ạ. Rồi xoay xoay luôn. Để luôn quý vị. Để tứ phía có đủ trơn này ha. Rồi cho luôn nhiêu đem? Cái này vô luôn 1.100.000 bao ship ạ. À. Rồi 1.100.000 bao ship. Rồi xuống cây. Mã số 10. Rồi mã số 11. Lên luôn. Ôi. Ê, chân. Đây mã số 11 nha quý vị. Gió lùa. Rồi. Tí quỳ. Rồi cho chiều cao luôn em. Dạ 53. 53. Rồi cho cái quà nữa ha. Này có cái bệ nổi dưới ha.
31 anh. 31 của anh. Rồi xoay xoay cái bệ đế nó nghe. Vậy. Rồi giao luôn nhiêu đêm? Cái này em giao luôn 1,5 triệu em bao ship. 1,5 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi mình lên cây 12 luôn. Rồi mã số 12. Để nơm lực quá ha. Rồi cho chiều cao luôn em. Cao tới mặt 59. Bầu 59. Rồi hoành lúc 25. Đậu sấu nó nhiêu đêm? Đậu sấu rễ 19 nè. 19 ha. Rồi xe xe. Cộng nào cũng hết chứ cái cộng này to to không ha. Dáng cũng đẹp. Rồi giá luôn nhiêu đêm? Dạ cái này giá luôn 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục lên mã số 13 luôn. Rồi, mã số 13 ra quý vị. Em có cái, một em có cái rễ quái luôn, ngay chỗ có tay hàng vịnh đó ha. Rễ nó cũng quái ha. Cái này không có thâu lại được này. Rễ quái. Rồi cho chiều cao em nói luôn em. 32 em đó. Rồi. Cao 32, quần. Còn 23. Rồi, 23, 32, 23 luôn. Đấy. À, con còn rễ quái quái ha. À, lạ lạ mắt ha. Rồi giao luôn nhiêu đêm? Cái này giao luôn 1,4 triệu em bao ship. Rồi 1,4 triệu bao ship. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 14. Rồi mã số 14 nghe quý vị. Cộng rễ nó to to ha. Rồi cho chiều cao luôn em. Bảy mươi chín ạ. Rồi xuống vành luôn. Hai mươi sáu vành. Rồi xoay xoay luôn. Để đây quý vị. Đó. Để ha, vòng vòng ha. Bích bầu trơn nữa ha. Rồi tiếp luôn. Rồi em cứ quay đại đều đưa đều đại đi. Rồi giao luôn nhiêu đêm? Cái này em giao luôn 2 triệu ạ. À. Rồi 2 triệu nhưng quý vị mã số 14. Rồi xuống cây. 15. 15 lên luôn. Già dữ luôn á. Rồi cho chiều cao luôn đi em. 120. Rồi con số tay cạnh ha quý vị. Rồi em cho đo hai vị trí ha, em đo sát cổ rễ. Rồi sát cổ rễ như vậy đó. Này. Rồi. 38 của anh ạ. Rồi ngay đó ngay đó 38. Tại ngay đó nó nở mà ha. Dưới là 33. 33. Đó. Rồi xe xe luôn. Để đây quý vị. Cái này cũng già cây dữ ha. Dạ. Lấy giáp hết trơn. Rồi giao luôn nhiêu đêm? Cái này em giao luôn 3 triệu ạ. Rồi 3 triệu bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Mã số 15. Rồi xuống cây. Rồi mã số 16. 6 em bên trong.
Rồi ước lượng chưa đo rồi, rồi ước lượng lên thêm khúc ha. Đó mét rưỡi rồi. 7 đi. Rồi, mét 7 hơn. 7 hơn. Rồi quý vị trên đây có con số tay cành đoạn trên đây ha. Hoành luôn nha quý vị. 29 hoành. Rồi, 29 hoành. Xoay xoay đế luôn. Để cũng phân bố đều luôn ha. Đều tứ phía luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đêm? Cái này em cho luôn 1 triệu rưỡi à, em bao. Rồi, 1 triệu rưỡi bao ship cho quý vị luôn. Mã số 16 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, 17 là em nào? 7 là em đó. Mã số 17 nha quý vị. Em mai vàng dán lắc 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 ha. Này khá to đây. Quý vị nghĩ cái dán em nói trước đi ha. Xây tiếp đi em. Từ từ nha. Bộ rất nặng đó, cây cũng bự. Rồi, dừng cho anh ở góc độ này luôn. Rồi cho chiều cao luôn nha ha. Dạ khoảng 1m6 có hơn. Rồi, 1m6. Rồi, xuống hoành em nói luôn quý vị. 43 hoành. Rồi, chính xác 43. Rồi, để luôn. Nhẹ nhẹ nha, từ từ tay em này nha. Rẻ giáp vòng thích quá nè ha. To to. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em vô lưu 6 triệu. Rồi, 6 triệu. Bao ship toàn quốc luôn ha em. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là quý vị, mã số 18 ha. Em này tứ quý nha quý vị. À, tay cành đặt kẹo ha. Cái xe xe cho quý vị xem tay cành nè. Rồi, cho chiều cao em nói luôn ha. Ây dạ. 135. 135. Thất thân. 45. Thất thân 45. Quan. 40. Rồi. Xây xây để luôn. Có gì nghĩ kỹ nha. Đó. Chúng phân bố đều luôn ha. Mặt nào cũng có hết nha quý vị. Hoành 40. Rồi, quý vị nghĩa lại tay cạnh em nói nha. À, đoạn tay cạnh trên nè, rồi tự thoát thân lên nha. Đặt hết trơn ha, về tha hồ ghép luôn, ghép mỗi tay luôn. Mỗi tay tốn bo luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu 5 triệu à, em bao ship. Rồi, 5 triệu bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo quý vị, mã số 19. Quay trở lại mai vàng nha quý vị. À, xây xây tiếp luôn. À, cho quý vị nhớ kỹ cái dáng nó trước ha. Rồi dừng lại trên góc độ này luôn ha. Rồi cho cái chiều dài em nói luôn em. Chiều dài vậy hả? À. 120 ạ. Rồi. Mình xuống vạch luôn nha quý vị. Ở ngay vị trí này đi ha. Đó là 30 mấy 33. Đây? 33. Rồi, xây xây. Cái gì nghĩa đấy kỹ nha. À. Này đế nhiêu đó đó. Này được cái dáng siêu siêu, nhìn cái đẹp đẹp, nó có 3 tầng luôn. 1, 2, 3 tầng. Chào luôn nhiêu đêm. Dạ cái này em giao lưu 3 triệu em bao ship toàn quốc ạ. Rồi 3 triệu bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Còn gì nữa không em? Dạ hết rồi ạ. Hết hả? Nay mình giới thiệu có dạ. Mã số 19 số là hết đấy ha. Dạ. Rồi. Không. Cuối clip có giờ là muốn nói với quý vị không? Dạ em cảm ơn quý vị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Có clip này có vừa ý khi nào quý vị ủng hộ giùm em. Cảm ơn nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em hàng nha quý vị.
Thì em Hằng đây còn một cái gốc tứ quý cũng bự quá nè quý vị, mà chưa có giới thiệu nha quý vị. Rồi quý vị xem thích kỳ nào thì cứ mạnh dạn alo em Hằng ha. Nếu chưa bấm đăng ký, bấm kí ủng hộ kênh giúp mình nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.